Chuyện này ít nhiều cũng gây ra bão mạng ở trong nước, cũng liên quan đến đất đai, liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh về một vụ đấu giá gây sốc và đất Thủ Thiêm. Nguồn cơn của câu chuyện này bắt đầu nó từ đâu, thưa anh? Xin mời anh. Công ty Luraco kính chúc quý đồng hương một mùa lễ thật ấm áp bên người thân và gia đình. Ghế massage vật lý trị liệu Luraco và máy rũa neo Luraco được sản xuất tại Hoa Kỳ là những món quà ý nghĩa nhất cho người thân nhân mùa lễ. Mua sản phẩm Luraco và ủng hộ các đại lý Luraco là quý vị ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta. Xin gọi 817-633-1080. Vâng, thưa anh, hồi tháng 12 năm ngoái, tức là cách đây độ chưa đầy một tháng, có một vụ đấu giá đất bên Thủ Thiêm rất là hot, có 4 lô đất gây chú ý, phải nói là cả nước và cả thế giới luôn. Ngay lúc đó, thời điểm đó, tôi đọc báo nước ngoài họ cũng nhắc vụ này. Thì trong đó, cái tập đoàn Tân Hoàng Minh đó, làm chủ công ty Ngôi Sao Việt, họ tranh, họ đấu giá lấy được cái lô đất 312 mà họ mua như vậy là tới khoảng 20 mấy ngàn tỷ. Tính ra đó 10 ngàn mét vuông, họ là trị giá một mét vuông là khoảng cỡ 2.4 tỷ, tức là hơn 100.000 đô la một mét vuông, một con số khủng luôn. Mà chính ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Thành Minh, bảo là không ngờ. Và lúc đầu một số tập đoàn cuối cùng là giả hết, thì cuối cùng có Tân Thành Minh với một tập đoàn nước ngoài. Thì lúc đó đó, tập đoàn Tân Thành Minh, ông Đỗ Anh Dũng bảo là chúng tôi phải bỏ thêm 700 tỷ ra để quyết lấy miếng đất này, để không cho nước ngoài lấy, để cố tình làm sao giữ miếng đất này, đồng thời mang cái số tiền này nâng cao số tiền lên để nộp vào danh sách cho ngân sách cho thành phố, coi như một cách đóng góp vào quốc gia. Chúng nghe đã quá phải không? Nhưng mà ngay lúc đó người ta đã nghi rồi, người ta bảo không thể nào mà lúc đó mua nó đi vay lãi tới 8.5% để mua bằng được. Thế ông này yêu nước quá, bỏ tiền ra đi vay tiền mua như thế. Như vậy thì anh đặt cọc 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 25 triệu đô la. Thì theo quy định đó là anh mua phải đặt cọc ngay trong vòng 5 ngày và 30 ngày sau phải đóng 50% cái số tiền đó, rồi 60 ngày còn lại là phải đóng toàn bộ số tiền. Nếu không đóng là coi như anh mất tiền cọc, còn nếu nộp trễ anh sẽ bị phạt theo quy định. Thì sau khi cái vụ đất này đưa ra thì một số cơ quan nhà nước họ đã lên tiếng rồi, dư luận là không kể rồi. Thì trong cuộc họp bất thường quốc hội vừa rồi là họ đã lên tiếng, và ngay chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó ra cái thông báo yêu cầu tất cả các quận huyện tỉnh khắp nơi phải rà soát lại cái việc mà gọi là mua đất mà giá cao thế. Họ nghi ngờ là nâng giá rồi nâng giá khống, là như vậy nó sẽ đẩy cho thị trường bất động sản Việt Nam lên một cách giả tạo đó. Thì đùng một cái thì ngày hôm nay Tân Hoàng Minh là trong mấy ngày qua bắt đầu là gửi thư từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là gọi là gửi cho Bộ Tứ đây, gửi cho một số bộ trưởng, cả bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Tài chính, các bộ trưởng, một số bộ khoảng cỡ gần chục bộ, và mới giải thích rằng là bây giờ mới thấy là mua quá đà đó. Thành ra bây giờ không mua nữa đó. Và coi như là đồng ý mất cái số tiền đó, họ không nói gì nữa, họ chỉ nói là chấp nhận tất cả những cái hình phạt tài chính. Thì về nguyên tắc là coi như họ chấp nhận mất 25 triệu đô la, tức là mất 600 tỷ đồng, khoảng 25 triệu đó. Bởi vì họ nói là bây giờ cái đất này mua như vậy thì giá nó cao quá, sẽ đẩy cho cái giá thị trường lên, nó không có đúng, thôi bây giờ chúng tôi không mua nữa đó. Mà Tân Thành Minh này do ông Đỗ Anh Dũng làm chủ đó, là trước đây cũng đã có một lần mua một miếng đất ở quận nhất rồi. Vâng. Mua xong cũng đẩy cái giá lên, cũng đấu giá lên cao, rồi sau cuối cùng bà thất bại là cũng trả lại. Thì cái này đó, dân mà địa ốc đó, là ngay từ đầu họ đã nghi là có một cái gì đó nó không ổn rồi. Họ có nhiều giả thiết trong đây đó. Và bây giờ ngày hôm nay người ta nghe là cái ông Đỗ Anh Dũng này trả lại miếng đất này, không mua nữa. Nhiều người không ngạc nhiên. Anh vô anh đọc trên mạng xã hội rồi, ô cái gì cái vâng. Này, chúng tôi không ngạc nhiên. Vâng, sẵn anh nói đây, thì đây là một trong những ý kiến trên mạng xã hội mà tôi thấy là vâng. Giữa muôn vàn ý kiến nè, họ nói như thế này: vụ đấu giá của Tân Hoàng Minh về lý thì hoàn toàn hợp pháp, nhưng động cơ phía sau thì quá rõ. Bài này mấy ông bất động sản đã áp dụng cho Phú Quốc hồi trước. Các ông mua hết đất đẹp, sẵn cả một núi hàng chờ xả.
sau đó chui vào tận trong núi trả giá 25 triệu một mét vuông, trong khi giá thị trường lúc đó ở ngoài mặt đường cũng chỉ vài triệu một mét vuông. Ôi giời ơi, bà con nháo nhác lên hết cả, tạo ra một cơn sốt đất chưa từng có ở Phú Quốc. Các ông ấy ung dung xả hàng cao, để đến giờ không biết bao nhiêu người kẹt hàng, không một tia hy vọng. Đó, thì đó là một trong những ý kiến trên mạng xã hội. Nó cũng ít nhiều trùng khớp với những gì mà anh nói đó. Thì nó giống như là một cái kịch bản để tạo ra một cơn sốt đất ở cái vùng đó. Đó, đại khái như vậy. Chúng ta đúng không có bằng chứng, nhưng mà rõ ràng là dân mạng họ có đặt vấn đề như vậy. Xin mời anh tiếp tục. Vâng, và cái chuyện này là nó rõ ràng là giả tạo. Ai cũng thấy điều đó hết đây. Và họ đã nghĩ ngay từ đầu. Và như anh biết đó, không cần phải trình cao. Dân mà buôn bán địa ốc cũng không cần phải trình cao. Như chúng ta bình thường thấy là nó có một cái gì đó nó không ổn rồi. Và nó vẫn xảy ra. Thế bây giờ câu hỏi lớn đặt ra chỗ này. Tân Hoàng Minh là ai mà lại được chống lưng làm chuyện này? Tôi nói thẳng là chống lưng luôn. Bởi vì sao? Anh không thể nào mà đi ra đấu giá khơi khơi mà anh không có cái gì bảo chứng hết, đúng không? Ít nhất thì đấu giá đó, anh thấy không? Những người đấu giá phải là những người như thế nào? Nó từng có kinh nghiệm hay là từng có uy tín trong việc đấu giá trước đây? Ví dụ tôi mời 10 người vào đấu giá, trong đó tôi nhìn ngay mà 9 ông là đấu giá lèo, tôi biết rồi. Tại sao cho đấu giá? Anh thấy không? Ai là cái người sắp xếp cái kịch bản này để mà thưa anh đẩy anh có thể mua được mà không ai mua được? Bởi vì nếu làm như vậy Tân Hoàng Minh làm được, tại sao các tổ chức khác, các công ty khác họ không làm được? Anh thấy không? Họ đẩy nó lên, không ai biết được đằng sau lưng này nó làm cái gì. 600 tỷ đồng Tân Hoàng Minh mất, có thể Tân Hoàng Minh có thể là thu hơn cái số tiền đó luôn của một ai đó. Mà giống như anh vừa trình bày trong trường hợp Phú Quốc, Tân Hoàng Minh đã từng ra Phú Quốc đầu tư rồi, cũng có những cái dự án nghĩa là ghê lắm, nào là cái gì Eldorado này, rồi Capita Trần Duy Hưng, nghĩa là dự án Submit Building, đủ gì nhiều lắm, thấy không? Vâng, thì ngay bây giờ người ta sẽ có một cái tâm lý là ôi giời, vùng đấy đất nó cao quá mà mình không hốt bây giờ là mai mốt mình sẽ mở chuyến đầu. Là đẩy một cách ảo. Ở Mỹ nó gọi là FOMO đó. Vâng, bây giờ ví dụ như thế này, anh có cái miếng đất vùng đó đang thấp, anh có thể mượn tôi đi đấu giá cho cái vùng đất nó cao lên. Rồi anh không đứng ra anh đấu mà tôi đấu, đúng không? Tôi đấu tôi đẩy giá lên cao rồi anh đứng ra anh bán cái đất của anh, bởi vì đất cho lên nó sẽ kéo theo nguyên cái vùng luôn. Và cái gì nữa, nó mang lại uy tín cho tôi nữa. Tự nhiên Tân Hoàng Minh này bây giờ được cả báo chí đều đăng hết, tốt xấu không cần biết, tự nhiên cái tên Tân Hoàng Minh nó nổi lên rồi. Nhưng mà anh để ý cái này nha, trong cái nội dung á mà cái tâm thư gọi là tâm thư đó, họ chỉ nói chung chung là bỏ cọc để đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản. Cái điều đó có nghĩa là họ vẫn không nói rằng là họ hớ trong cái vụ này, đúng không? Đúng vậy. Có nghĩa đồng nghĩa với việc là tôi muốn mua thật đó, cái chỗ này ngon đó, nhưng mà vì tôi muốn ổn định thị trường, tôi không muốn gây nhiễu thôi. Thì anh nghĩ sao? Đâu, cái này đâu có xấu xa gì với Tân Hoàng Minh đâu, mà thậm chí là nâng số má lên nữa. Thì đó, anh thấy không, lúc mà họ mua đó, họ bảo lý do họ mua đất thêm 700 tỷ là họ không muốn công ty nước ngoài nhảy vô mua, đúng chưa? Và chúng tôi muốn nâng cái này lên để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đó là lời Tân Hoàng Minh nói. Tôi nói anh không, người Việt Nam là nghe mà không kính nể, đúng không? Yêu nước là đến thế là cùng, đúng chưa? Nhưng mà dân bất động sản, dân bình thường người ta ngửi ngay từ đầu, tôi bảo ngay là giả tạo. Nhưng như hồi nãy tôi nói, câu hỏi đặt ra đây là ai là người chống lưng cho Tân Hoàng Minh để làm cái chuyện giả tạo này? Liệu thị trường nhà đất, sở xây dựng, ủy ban nhân thành phố, thậm chí ở ngoài Hà Nội luôn, bộ xây dựng, bộ chính cũng biết chuyện này hay không? Có cản hay không? Bởi vì Tân Hoàng Minh đã làm cái chuyện đó rồi. Anh thấy chưa? Tôi trở lại vấn đề đấu giá bình thường. Bây giờ tôi nói anh, nhà đấu giá Scotby nổi tiếng thế giới, chuyên bao đấu giá đồ cổ, cỡ anh gơ khơi vô ai cho anh đấu giá hả? Anh phải là người có uy tín, từng đấu giá và mua đồ thật và trả tiền đàng hoàng nó mới cho anh vô ngồi đấu giá, có đúng không? Vâng. Tại sao nghĩa là đấu giá mà không có cái gì để mà chứng minh, để bảo chứng đó, đúng không?
Bây giờ tôi hỏi anh, giờ anh cho anh bán cái đấu giá gì món nhà trong nhà, đồ bán đồ nhà anh tự nhiên cơ. Ít nhất anh thấy cũng có 2-3 thằng nó đi xe hơi tới, tự nhiên thằng đi xe đạp tới. Anh cho vô không? Cái đó là nó nói, ê, anh nhìn xe hơi xe đạp đâu có biết được đúng. Lúc đó anh nói, ê, anh đi xe hơi chạy cha, anh cho tôi coi trong túi anh có bao nhiêu tiền. Nhưng mà trong trường hợp này có thể là đằng sau ông xe đạp đấy là một ông nào đó không ra mặt. Khoan, bây giờ tôi nói anh nhé. Bây giờ cho anh ví dụ nhé. Cái năm ông đi xe hơi và ông đi xe đạp vô. Bình thường anh sẽ không cho ông xe đạp vô gì. Nhưng mà anh là trình anh cao, anh bảo không, tại xe đạp xe hơi tôi cần biết. Anh nào có tiền nó bước cho vô đây. Lúc đó có thể mấy ông xe hơi không có tiền, mà ông xe đạp có tiền, anh cho bước vô. Tôi đã nộp cái bước đó thôi đó. Nộp cái bước đó thôi nha. Bước đầu tiên mình không đi xa hơn nha. Thì ông xe đạp, ê, anh yêu cầu bao nhiêu, có 1.000 đô trong túi gì? Đây, trong người tôi có 1.000 đô. Không cần biết 1.000 đô đánh mượn quá, nhưng ngay trong người có 1.000 đô nè. Thấy không? Trong tay anh có 1.000 đô nè. Đó, lúc đó anh mới tin là, à, anh này có 1.000 đô trong tay. Thì tôi mới cho anh vô mua, à, vô đấu giá. Đúng không? Còn mấy ông này, trời ơi, công ty anh chưa có một cái gì hết á. Mà vô lọt vô đấu giá, được vô đấu giá. Cái đó là nó vô lý vô cùng. Và đáng lý cấp nhà nước, ngay cả thành phố Sài Gòn, nó thấy cái chuyện đó không bình thường ngay lúc đó, là phải chặn ngay chứ không nên để xảy ra cái chuyện như vậy. Để rồi bây giờ tự nhiên là gì? Mất 600 tỷ anh thua gì? 600 tỷ một ai đó khi bán đất cái chỗ khác còn hơn 600 tỷ nữa. Rồi cái gì nữa? Tân Hoàng Minh biết được người ta nhắc nhở đây. Người ta đi tìm Đỗ Anh Dũng là ai? Vợ là ai? Con là ai? Vợ là từng chết rồi, có vợ hai rồi chết đại khái tự nhiên là cái rồi những cái tên tuổi ông, các dự án của công ty Tân Hoàng Minh bây giờ ta đi ta đăng đầy lên đấy. Đó là hình thức quảng cáo rất là tuyệt vời bên Việt Nam. Vâng. Và như tôi nói đó, bây giờ nếu không làm rõ là coi như là giới gọi là môi giới đó, cũng như là những người chủ đất đây họ sẽ mặc định, ấy bây giờ giá của tôi là như vậy bởi vì nó ngang cỡ với là ông Tân Hoàng Minh. Và anh nghĩ bài toán khó cho nhà nước Việt Nam như thế nào? Nếu thật sự họ không muốn gây ra một cái vụ gọi là bất ổn định thị trường bất động sản, bị thổi giá lên như vậy. Tôi nghĩ là họ phải có những quy định. Ở đâu cũng vậy, tôi trở lại với cái nhà đấu giá Sotheby's, xin lỗi em, nổi tiếng thế giới. Ở bên Anh, còn bên New York có nhà đấu giá Christie. Đây là hai nhà đấu giá đồ cổ nổi tiếng thế giới. Anh thấy bao giờ có chuyện mua cuội không? Không có. Không bao giờ có chuyện mua cuội trong đó. Bởi vì sao? Những người vô đấu giá là những người đã được chọn lọc và có uy tín. Tân Hoàng Minh này đã từng bị hố mấy vụ rồi mà tại sao lọt vào được trong đấy? Và ngay khi người ta thấy cái giá đấu giá là 100.000 đô la một mét vuông là người ta lắc đầu. Tôi biết có rất nhiều người thích, tự hào, ôi giời, đất nước Việt Nam mình lên, đất Sài Gòn mình lên quá, đất Thủ Thiêm lên cao quá, dân Sài Gòn mấy ngày cuối năm rồi họ hào hứng lắm, nhà họ, đất họ tự động họ lên luôn anh. Đất Thủ Thiêm mà còn như thế thì đất quận nhất còn lên bao nhiêu? Mà nó chỉ là miếng đất thôi, chưa có dự án nha. Dự án mới là trên tờ giấy thôi, bảo cái miếng đất này, cái lô 312 này sẽ thay cái là 500 mấy chục phòng, 3.500 người ở, vân vân rồi này kia. Đó là mới là dự án trên giấy thôi, chưa có dự án gì cả. Thì biết đâu trong cái chuyện mà đấu giá của Tân Hoàng Minh này giúp cho những tay cá mập bất động sản Sài Gòn trong thời gian qua, trong những ngày tới, họ sẽ hốt được rất nhiều tiền, bởi vì vô tình cái giá bất động sản Sài Gòn nó tăng lên. Anh thấy không? Tăng chỉ cần 1% thôi, không cần nhiều. Mà nhiều công ty bất động sản thì họ sở hữu nhiều cái chỗ như thế là tự động họ tăng lên, là coi như giá cả lên, có gì đâu. 600 tỷ anh thua gì? Đúng không? Mỗi nơi tôi nói anh, Hà Nội, Sài Gòn, mấy quận 1, quận 3, quận 5, mấy quận vòng vòng đó, Thủ Thiêm, quận 2, quận 9, mỗi căn nhà, mỗi miếng đất đó, tôi nói thật anh chỉ lên độ 1% đến 10% thôi. Anh tính được khoảng bao nhiêu trăm ngàn căn nhà trong đó. Tại vì chính cái vụ đấu giá nó đẩy lên tất cả. Và như tôi nói, cái tâm lý FOMO đó là bây giờ họ đâu có care cái chuyện là ông này ông cancel như vậy, nhưng mà tôi có tiền trong đây tôi phải đi mua lại chứ, đúng không? Thì đó tâm lý FOMO. Và như tôi nói, ghi là tâm thư viết cho tất cả các bạn bè, nhưng trong đây không có một nội dung nào có nghĩa là nói lên ông này nhận sai, mình làm sai, nhận lỗi. Đúng,
đâu nó, có sai đâu. Vâng, đâu có sai đâu. Như tôi nói trong lời viết đây vẫn như vẫn đang cho biết là tôi trả cái giá đó là đúng và tôi muốn mua thật. Đúng à, thì đương nhiên à, họ phải nói thế. Chứ đâu có ai nữa. Bây giờ bảo là ok, bây giờ chúng tôi muốn là trả lại để cho nó hạ giá xuống. Tôi nói thật với anh, những người nào mà ở Sài Gòn trong những ngày qua có tài sản Sài Gòn phải cảm ơn ông Đỗ Anh Dũng. Phải cảm ơn ông Đỗ Anh Dũng. Nhưng mà đó là người dân nhờ. Cảm ơn mà nhà họ ở, họ đâu bán được đâu. Họ bán họ đi đâu. Tôi nghĩ lái buôn cảm ơn nhiều hả? Chính xác, cái dân mà buôn bán đi ốc đó ở các nơi ở thành phố trong những ngày qua là mới có lợi. Bởi vì dân chúng đó bây giờ giá nhà họ tăng lên rồi, nghe ở bên Mỹ nè. Cái nhà người ta đang 1 triệu tăng lên 1.2 triệu cho bán rồi. Bởi vì đi bán thì ra mua tới 1.3 triệu rồi. Đúng không? Vâng. Anh biết cái điều đó. Nhưng mà các anh mà buôn bán đất như tôi là có lợi. À, bởi vì tôi đâu ở nhà, cái nhà lên tôi bán. Còn anh đang ở nhà, anh có dám bán, anh bán gì đâu nhỏ đây. Anh ngồi tự sướng rồi, tự nhiên nhà mình giờ đang 1 triệu lên 1.2 triệu. Mình sướng quá. Mà anh đâu có thu được đồng nào. Cái thằng bán đất như tôi nào mới thu được. Đó, thì qua cái vụ Tân Hoàng Minh này, người ta thấy ngay từ đầu. Nhưng vấn đề đặt ra đây là tại sao nó xảy ra ở Việt Nam một cách dễ dàng như thế. Giống như vụ Việt Á, anh thấy không? Nó giống như trò con nít, ai cũng thấy hết á. Thậm chí có nhiều người trên mạng nói đây là một cái hình thức lùa gà cao cấp đó. Vâng. Mà lừa công khai. Lùa gà, nó cái từ lùa gà đó. Vâng. Nha. Cái này không cao cấp, nó cấp thấp lắm. Công khai luôn. Chẳng có gì gọi là cao cấp hết. Nhìn vô là biết ngay, giá ảo ngay. Và như tôi nói với anh, ngày hôm nay tôi coi trên mạng là rất nhiều người không ngạc nhiên, bởi vì người ta dự đoán là Tân Hoàng Minh sẽ buông cái này. Người ta dự đoán trước rồi. Và người ta đúng. Vấn đề đặt ra để tôi nói lại đây lần thứ ba là tại sao điều này nó vẫn còn xảy ra tại Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam luôn luôn anh thiết đọc báo đài rồi các lãnh đạo luôn luôn lúc nào chưa bao giờ ta có cơ ngơi như ngày nay, là chúng ta trình độ thế này, chúng ta thế kia lên thế nọ. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những cái vụ rất là trẻ con. Đó là vấn đề tôi đặt ra. Rất nhiều người đặt ra. Nếu tôi xin nhắc lại, vụ Việt Á, vụ quá ống trĩ. Ai đẩy con lạc đà Việt Á qua cái lỗ kim? Anh thấy chưa? Giống như chưa, anh bảo giống như bị thằng con nít nó lừa. Vụ này cũng vậy. Mà cái chuyện người ta đang quan tâm nhất là cái vốn đều là 80% còn lại của ai thì không thể nói. Đó. Mà chỉ cần cái đó thôi là anh. Chỉ cần cái đó thôi là anh biết là ai đẩy con lạc đà rồi. Thì đó, báo Tuổi Trẻ trong nước đăng rõ ràng khi công ty Việt Á nâng vốn lên 1.000 tỷ nhưng cái sở hữu của ba cái người mà sáng lập vẫn chỉ 20% như lúc đầu. Thế thì 80% còn lại tức là 800 tỷ đồng đó là của ai? Cho đến giờ phút này không thấy báo chí nước nhắc tới. Hay là chưa thấy nhắc tới. Vâng, quay trở lại một cái bình luận này, nhưng mà tôi nghĩ người này có lẽ muốn không biết là có hiểu hay không hay đánh lạc hướng. Chính phủ đang xem xét tất cả các dự án hiện tại của Tân Hoàng Minh. Ở đây tôi đang nói là cái việc đấu giá này. Đúng nó rồi. Gây ra một cái cơn sốt đất chứ không phải là những dự án đúng trước rồi. Đây của Tân Hoàng Minh. Đúng vậy. Nhưng mà cái tài sản Tân Hoàng Minh mình không nói ở đây, mình đang nói là cái vấn đề, cái câu chuyện chính là làm sao để cho người dân không phải bung tiền ra quá nhiều mua và tạo ra một cái cơn sốt đất vì họ bị FOMO vào lúc này sau cái tin của ông Tân Hoàng Minh. Bài toán đó chưa thấy có lời giải. Và bài toán tôi đưa là tại sao ông Tân Hoàng Minh đã từng làm chuyện này rồi bây giờ vẫn làm được. Anh thấy không? Tại sao làm được? Tại sao đẩy giá lên như thế mà để cho đẩy lên và tôi thậm chí tôi nói thẳng với anh, nó có thể là những người trong sở xây dựng hoặc cái gọi là trung tâm quản lý đất đai của thành phố họ biết luôn đó. Có thể họ biết là ông này đẩy giá lên sẽ không mua luôn, họ vẫn làm, vẫn để trong làm thế chứ. Và bây giờ nó đúng chưa đầy một tháng sau tuyên bố là bỏ của chạy lấy người. Cái chuyện anh nói là về thị trường, tôi đang nói đây là về cơ chế. Anh em, thị trường là anh biết rồi, cái đó rõ ràng là đang thắc mắc tại sao làm như vậy. Vì tôi đang nói về cơ chế, tại sao cơ chế Việt Nam như thế mà để xảy ra cái chuyện như thế này. Ngay từ đầu tôi biết ngay là bị bợm rồi. Anh em, bị bợm mà nói giọng giả nhân giả nghĩa ở trong đây. Nâng ngân sách cho quốc gia, nâng ngân sách cho thành phố, không muốn nước ngoài mua cái này. Rất là nhân nghĩa trong đây. Nhưng rồi bây giờ viết thư viết cho cả nghĩa là lãnh đạo cao cấp nhất. Thì trong cái thư này giống như là giải bày tất cả toàn bộ là thôi tôi xin lỗi, đố tao làm động đến tôi.
anh thấy không? Đó là cái câu chuyện buồn cười Việt Nam thưa anh. Vâng, đó là câu chuyện mà gây sốt trong những ngày vừa qua liên quan đất đai tại Việt Nam. Không biết trong những ngày tới như thế nào, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone.